dương âm đạo melanin trên ghi miễn dịch máu sau mổ lấy thai hoặc là có ảnh hưởng đến trong trang của sản phụ hoặc là HCT sẽ giảm đến 10% so với tuổi sinh. Thì tăng huyết sắc sinh là một trong năm tai biến sản khoa thường gặp nhất và là nguyên nhân tử vong hàng đầu. Tăng huyết sắc sinh được phân loại thành là nguyên phát là tăng huyết sắc sinh sớm thực hiện từ 24 giờ đầu sau sinh và thử phát thì là tăng huyết sắc sinh muộn sau 24 giờ và kéo dài đến 12 tuần hoàn sản. Nguyên nhân tăng huyết sắc sinh thì có một nguyên nhân chính đó là tơ tử cung. Đây là nguyên nhân hay gặp nhất chiếm 70%. Nguyên nhân thứ hai là chấn thương đường sinh dục. Thứ ba là bất thường về bóng nhau và sổ nhau. Thứ tư là rối loạn đông máu. Về nguyên nhân đơ tử cung thường gặp thì do chất lượng các tử cung nguy cơ, thường gặp thì do chất lượng tử cung kém, do sản phụ sinh nhiều lần có vết sẹo mô cụ. Vì tiên sử u sơ tử cung hoặc là có tử cung dị dạng, có nhiễm trùng ối hoặc là sản phụ suy nhược, suy dinh dưỡng và thiếu máu. Bất thường về bóng nhau và sổ nhau thì cũng có là nhau không bóng, nhau tai đang được và sọt nhau. Chấn thương sinh dục thì kiểm vật tử cung là một trong những tai biến sản khoa rất nguy hiểm. Thường gặp phải các triệu chứng là đau máu âm đạo đỏ tươi, có vùng trưởng nhà, sọt bông tử cung thì để tử cung không cân bằng. Bệnh luôn trong tử cung thì nó hiểm gặp hơn, thường ở những sản phụ sinh nhiều lần, kéo dài rồi không đủ cách khi xử trí tích cực giai đoạn ba. Làm riêng mà bữa hôm hỏi thi mà vẫn không trả lời được đó. Vừa rồi có một số mấy em ấy không, có một em làm về nhau tiền đạo thì mới hỏi là bây giờ nhau tiền đạo mà khi sinh khi mổ là có nguy cơ chi đúng không? Nguy cơ nhau luôn bằng huyết sơ sinh, đứa thì nằm trong cái nhóm chi, nằm trong cái nhóm là bằng nhau đúng không? Đó, nhau không bông đó, nhau không bông, nhau tài năng lực, nhau tiền đạo là nhau đó. Đứa thì mình phải dự phòng cái chi đúng không? Mình phải tư vấn cho bệnh nhân những cái gì đó là tức là phải sinh ở những cái tuyến thành phố nè, rồi phải đi khám thai thường xuyên nè, đã đau bụng gì đó có ra máu thì phải nhập viện theo dõi. Nhưng mà không, nói chung là không trả lời được, không trả lời được cái này. Cái xong rồi hỏi coi là bây giờ cái nguyên nhân của cái nhóm tức là trình bày đây là mới có, đây là mới nguyên nhân đúng không, mà có một cái các yếu tố nguy cơ nữa đúng không? Dạ 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 em Theo sinh dục, con có thể gặp ở bệnh nhân sinh nhanh hoặc là các thân chuyên môn quả rồng. Bên nguyên nhân rối loạn đông máu thì có thể gặp là ở thai lưu, những bệnh nhân có cơ địa viêm gan, suy gan, bệnh nhân có bệnh gan sổ xuất huyết và hiểu các yếu tố đông máu. Chẩn đoán về trên lâm sàng thì triệu chứng là chảy máu từ đường sinh dục, lượng máu chảy ra ngoài có thể nhiều hoặc là ít. Có khi họ chạy khô áo trên kia, màu đỏ tươi hoặc là vâng, màu cục hoặc là màu loạn. Máu chạy từ trong cung tử cung sẽ làm tử cung tăng thể tích, chạy tử cung cao dên, tử cung to ra theo bên ngang bên nhỏ và xoắn ở tử cung sẽ thấy có màu đỏ chạy ra theo ra ngoài âm đạo. Người ta đo lượng máu bằng đo đạc cụ thể khi có phải phân tích trong lượng trên tất cả các băng gạc của thẩm máu tính 1 gram tương đương với 1 ml máu. Thì cân tính cân nặng khi bác làm bóc cố được sử dụng để tính xác lượng máu tổng năng. Và đó, câu hỏi thứ hai là đó tụ nhựa có hình chữ B có chế độ sẵn hoặc là tụ brand pin. Thì cái ứng lượng này nó sẽ chỉ mang tính chủ quan và không chính xác. Một lượng máu mất đến những người có cơ địa khác nhau thì nó sẽ
không giống nhau. Ví dụ như những người có cân nặng khác nhau, những người nhẹ cân, người nặng cân, hoặc là những người có tiền sử thiếu máu được đó, so với những người không có thì lượng máu mới có thể không xác định chính xác. Nếu tiền lâm sàng thì có thể dựa vào cả các yếu tố khách quan hơn như là những biến động về mạch huyết áp, mạch tiêu. Thì tiêu chuẩn thấp thế nó sẽ phụ thuộc vào cái lượng máu đầm đấy. Đối với mạch máu có nhà thì các tiêu chuẩn thường gặp là vô gồm chẳng là nhịp tim nhanh, mạch đạp đúng mồ hôi, những trường hợp mạch trên 2 lít máu thì trường hợp nặng thì huyết áp sẽ giảm và các tiêu chuẩn sẽ nặng lên hơn như là bất chức, tái sinh, tiểu nhiều, viêm mạch. Về từ lâm sàng các xét nghiệm cần thực hiện trước khi bắt huyết sau sinh ra công thức máu, đo máu, nhỏ máu và phản ứng chéo. Xét nghiệm công thức máu là theo dõi số lượng không cầu hemoglobin thì HCT để đánh giá tình trạng mạch máu. Đóng máu thì xét nghiệm tiểu cầu fibrinogen, prothrombin để đánh giá tình trạng rối loạn đóng máu, xét nghiệm nhóm máu và phản ứng chéo để truyền máu nếu cần thiết. Về phần xử trí thì nguyên tắc xử trí là hồi sức tích cực, bao gồm tử cung và hiện tim và xử trí nguyên nhân. Hồi sức tích cực và bao gồm tử cung thì nguyên tắc xử trí chúng sẽ là có người hỗ trợ và thể tập nhanh trên tim mạch, đánh giá mức độ mất máu, sinh hiệu và tình trạng tuần hoàn của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân có sốc thì xử trí sốc. Đặt thông tiểu thì cái đặt thông tiểu này ngoài theo dõi đường tiểu nó sẽ giúp bác quang bậc cao, tạo điều kiện thời giờ để tử cung có hơi tốt hơn, xóa đại tử cung và dùng thuốc có hơi tử cung. Vậy một bệnh nhân bằng việc sau sinh chưa tìm được nguyên nhân thì tiến hành xử trí như một đơn tử cung, tiếp theo sẽ tìm nguyên nhân và làm các xét nghiệm công thức máu, nhóm máu. Xử trí nguyên nhân, xử trí theo nguyên nhân đầu tiên là ở đơn tử cung thì mục tiêu điều trị của đơn tử cung là đảm bảo tử cung có hơi tốt, không bảo vệ xóa đại tử cung, sau bọc đại tử cung qua thêm bụng để khi mà ngưng chạy thì đấy là một biện pháp đơn giản nhưng mà rất hiệu quả. Thứ hai là chèn tử cung bằng hai tay, thì một tay chèn tử cung ở trên thêm bụng, còn tay còn lại thì đưa vào trong ống đào để chèn tử cung giữa hai tay. Thứ ba sẽ là dùng thuốc có hôi tử cung. Thuốc có hôi tử cung dùng sau khi sinh sẽ là oxytocin, vomitin và prostaglandin thể hai. Liều oxytocin có thể là tiêm tỉnh mạch 20 đến 40 đơn vị hoặc trong một lít dung dịch nasal 0.9% hoặc là tiêm 30 đơn vị. Thì cái oxytocin này có thể trong là không sử dụng liều tiêm tỉnh mạch. Thuốc ibuprofen thì tiêm 0.2 mg, liều tối đa của nó là 5 liều tương đương với 1 mg. Trong thời điểm của những bệnh nhân tiền sản giật tăng huyết áp, prostaglandin thể hai thì tiêm bắp liều là 0.25 mg, liều tối đa là 8 liều tương đương với 2 mg. Và trong của những bệnh nhân chuyển và lưu ý được cũng là không tiêm tim mạch. Tuy nhiên đối với nguyên nhân đơn tử cung thì sau khi họ sau bỏ tử cung và dùng các thuốc tử cung mà máu vẫn tiếp tục chảy thì cái nghĩ tới một nguyên nhân là nghĩ tới trường hợp là đơn tử cung không hồi phục thì sẽ có can thiệp ngoại khoa như là phẫu thuật cắt tử cung bằng phên, cắt động mạch tử cung hoặc là cắt động mạch hạ vị. Xử lý tăng nguyên tiếp theo là chấn thương sinh dục. Thì với trường hợp vỡ tử cung thì vừa hồi sức vừa tiến hành mổ cấp cứu. Tuy tình trạng của mẹ nhu cầu sinh đẻ mức độ vị trí của việc vỡ tử cung mà tiến hành cắt tử cung hay là phẫu bảo tồn. Với trường hợp rách ống bộ ống đạo tăng sinh mô mặc của tử cung thì khâu hồi phục sau khi sổ nhau và đảm bảo không sọt nhau. Lối gom tử cung thì giảm đau trọng tróa tiến hành để cho gom tử cung tụ lại vào trong. Nếu bị tụ máu thì tùy theo vị trí kích thước và tiến triển của khối tụ máu để có thái độ xử lý thích hợp. Nhưng mà nguyên tắc chúng phải là phá phòng máu tụ và khâu các máu kỳ để giải pháp. Xử lý nguyên nhân thứ ba là những vết thương với bóng sổ nhau. Ở trường hợp nhau không bóng thì chảy máu. Nếu chảy máu thì tiến hành bóc nhau và kiểm soát tử cung, tiêm bắp oxytocin 10 đơn vị, xóa đại tử cung, hồi sức tổng tráng và đau kháng sinh. Trường hợp đau cai năng lượng bằng phên chảy máu hoặc là đau cai năng lượng toàn phên thì phải cắt tử cung. Nếu chảy máu nhiều phải hồi sức tổng tráng, truyền máu và phẫu thuật và duy trì gom tử cung theo nguyên tắc chung. Trường hợp sọt nhau hoặc sọt mang thì truyền dịch tiền mệt, tạo
cho thuốc giảm đau và tiến hành kiểm soát tử cung bằng tay hoặc là đau não vô tử cung bằng dụng cụ sử dụng thuốc có tử cung, dùng kháng sinh theo dõi mạch huyết áp, lượng máu chảy và có hồi tử cung hô sức trên não giống như có biểu hiện thiếu máu. Xử lý nguyên nhân tử cung là rối loạn đông máu. Mục tiêu của xử lý rối loạn đông máu là khôi phục lại tình trạng đông máu bình thường bằng cách là bù bạc yếu tố đông máu thiếu hụt, xác định căn nguyên của bệnh lý đông máu như chảy máu nhiều, nhiễm trùng, viêm tắc ối, theo dõi sát và kèm hình biến chứng của bác sĩ sau sinh. Các biến chứng hay gặp là sốc do thiếu máu, lượng máu mất nhiều làm giảm kích thích tinh hoàn thì sẽ có sốc, và một hồi biến chứng nữa là hội chứng xe han, chảy máu nặng dẫn tới hoại tử một phần hoặc toàn bộ suy tuyến tiền gây suy tuyến tiền. Các triệu chứng là bù kín vùng lõm vùng tóc, suy tuyến thấp, suy tuyến thượng thận mất sữa, biến chứng nhiễm trùng hậu sản vô sinh và biến chứng phẫu thuật thường gặp khi can thiệp thực hiện các phẫu thuật như là thủng tử cung, chấn thương bàng quang, điều quản đường sinh dục. Biến chứng tử cung mẹ thì đặc biệt sau sinh là nguyên nhân hàng đầu gây tử cung mẹ nên là càng được đa phát triển. Về dự phòng bàng huyết sau sinh, thứ nhất là chuẩn bị tổ quốc sinh. Với các sản phụ có yếu tố nguy cơ của bàng huyết sau sinh thì việc triển khai các biện pháp dự phòng là rất quan trọng, sẽ giảm hậu quả của bằng huyết sau sinh. Xử trí bằng huyết sau sinh nếu có những có xảy ra sẽ dễ dàng hơn. Các xác định các yếu tố nguy cơ thì các yếu tố nguy cơ có thể là mẹ lớn tuổi, sinh nhiều lên, đặc biệt là sinh mổ, có vết mổ cũ, đã thai, đau ối, chuyên gia kéo dài. Với những sản phụ có yếu tố nguy cơ thì phải tiêm chuẩn bị kỹ tiểu sinh, đầu tiên là thiết lập một đường truyền tĩnh mạch, dự phòng các thuốc có tử cung và thuốc sinh thì phải có sinh sản mở đầu vấn đề kịp thời xử lý như có bác huyết, làm đầy đủ các xét nghiệm cần thiết như là nhỏ máu, đông máu, tiểu cầu, HCT. Thứ hai là thực hiện tổ cầu sinh, cân nhắc kỹ lượng của linh chút sinh, đảm bảo ráo được số toàn vàng đến kéo giai đoạn có mức xử lý tích cực giai đoạn 3, kiểm tra đủ và đúng lượng sinh, tính sót tổn thương để hết máu cục khỏi tử cung âm đạo trước khi chuyển ra khỏi phong sinh. Chăm sóc tổ sau sinh là theo dõi kỹ và phát hiện ngay nếu như chảy máu lượng nhiều, theo dõi sinh nghiệm thường xuyên, tiếp tục duy trì thuốc có vô tử cung và xoa đại tử cung thường xuyên. Xử lý tích cực giai đoạn 3 của truyền giả sẽ giúp đơn giản nguy cơ mắc bệnh sau sinh. Khi xử lý tích cực giai đoạn 3 này sẽ có 3 bước chính, đó là tiêm 30 đơn vị oxytocin sau số 2, kéo dây rốn có kiểm soát và xóa bỏ đại tử cung. Xử lý tích cực giai đoạn 3 truyền giả sẽ rút ngắn thời kỳ sống nhau, cho phép đề phòng được đến 60% trường hợp mắc bệnh sau sinh. Chính vì vậy nên tổ chức y tế thế giới khuyến cáo là mọi trường hợp đã được âm đạo phải được áp dụng xử trí tích cực giai đoạn 3 sẽ giúp giảm nguy cơ bằng việc sau sinh. Kể gần lại đây, bằng việc sau sinh là một tai biến sản khoa hay gặp nhất, nó là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho sản phụ. Nó sẽ có 4 nguyên nhân chính, đó là đơn tử cung, chấn thương đường sinh dục, vết thương gây bóng nhau và sổ nhau, rối loạn đông máu. Chẩn đoán mắc bệnh sau sinh thì dựa vào các triệu chứng là chảy máu sinh dục, đo lượng máu đang mất, các biến động về mạch huyết áp, mức tiểu, HCT, mắc bệnh sau sinh. Mắc bệnh sau sinh có thể diễn biến nhanh chóng, gây ảnh hưởng tới tính mạng sản phụ, và họ cần phải xử lý tích cực. Các xử lý bảo hộ tử cung, tìm nguyên nhân và xử lý nguyên nhân. Dự phòng có thể làm giảm nguy cơ của bằng huyết sau sinh bằng cách là chuẩn bị tổ quốc sinh, thực hiện tổ quốc sinh và chăm sóc tổ sau sinh, đặc biệt là xử lý tích cực giai đoạn 3. Đã xin một tràng bộ tay nhé. Rồi, cảm ơn Mận Hiếu. Nhưng là bài trình bày cũng rất là ngắn gọn, đủ ý đúng không?
mình làm ngắn gọn như đây thì mình bị nhị dữ ha. Nhưng mà đó một số cái cô sẽ bổ sung thêm. Anh chiếu lại cái chỗ định nghĩa, chiếu chiếu lại từ từ đầu thì tới slide nào thì cô sẽ bổ sung thêm một số cái. Cái chỗ mà định nghĩa thì mấy em lưu ý một tí là cái chỗ mà cái số lượng máu bắt là đúng rồi, nhưng mà có cái số là nè, hoặc cái chữ mà hoặc ảnh hưởng đến tổng trạng, có nghĩa là tùy cơ địa của mỗi người, nhiều khi là họ chưa mắc tới 500 nhưng mà đã ảnh hưởng tới cái huyết mạch của họ rồi đó, mạch nhanh huyết áp bắt đầu tụt rồi thì vẫn sẽ chưa là băng huyết sơ sinh, là cái chữ này là cái hoặc ảnh hưởng tổng trạng là có cái nghĩa như vậy. Nhưng mà mình thường hay gặp nhất là những cái người mà họ thể trạng của họ bị suy dinh dưỡng hoặc là họ đã thiếu máu trước khi sinh rồi, đúng không? Ở những người mà đã thiếu máu trước khi sinh thì khi mà sinh họ chỉ cần mắc một cái lượng cỡ 200-300 là đã ảnh hưởng tới huyết động rồi, chứ không phải là tới 500. Thì những trường hợp này vẫn xét vào là đã muốn sơ sinh, cho nên là cũng là một cái lưu ý chứ. Thì thiệt ra là cái lượng máu mất như hắn cũng tương đối thôi, chứ làm ra mà mình đo được cái chính xác. Vì ví dụ như là mình có cái túi đựng máu đó, nhưng mà một phần là nó vẫn có máu cục, máu ruột còn nằm trong tử cung, mình cũng chưa lấy ra hết được, rồi nó dính ra những cái xăng, cái gạt này nọ, thì mình cũng là hơi tương đối. Thì cái tứ phát đi á, thì có thấy một số tài liệu thì họ nói là sau 24 giờ đến 6 tuần, một số chỗ thì ghi là 12 tuần. Nhưng mà cô nhớ văn bản và cái trong cái đề tài của cô làm luận án chuyên khoa 2 là như 6 tuần thôi. 6 tuần thôi. Thế là Hiếu coi chỗ môn là 12 tuần tài liệu. À rồi. Hình như là cô làm hình như có 6 tuần thôi. Các bên đây em còn có như bên em để cô điện thoại của xin. Mới nha, chứ pin cũ nha. Em là có pin. Đó không có đúng không? Có bao nhiêu không? Dạ, cô có thôi. Thì như vậy là đúng rồi, nhưng mà mình sẽ thiếu một cái slide là các yếu tố nguy cơ nữa. Thì mấy em thì phải nắm, vì khi hỏi thi là cô cũng hay hỏi những cái yếu tố nguy cơ. Vì sao? Vì từ cái yếu tố nguy cơ đó là mình sẽ có cái dự phòng, có cái tư vấn cho bệnh nhân. Ví dụ như là bên đời tử cung đi á, thì chất lượng cơ tử cung kém là ví dụ như thế nào, là ở những người mà họ, đây là từ nguyên nhân này, mình sẽ đánh ra nguy cơ nha. Chất lượng cơ tử cung kém thì nguy cơ của chất lượng tử cung kém, tức là người mà đã nhiều lần nè, đúng không? Cái thứ hai là những cái người mà cái tử cung nó bị sơ hóa rồi đó, nó có nhiều cái nhân đa nhân sơ lẫn ngẫu ngẫu, thì khi mà đẻ xong thì nó cũng do nó cũng khó khăn. Rồi tử cung mà căng quá mức thì giống như là trong đa ấu này, đa thai này, con to nè, đúng chưa? Rồi chuyển dạ kéo dài đi là vừa là nguyên nhân vừa là yếu tố nguy cơ luôn. Nhiễm trùng ối thì thường trong những cái trường hợp nào bệnh nhân bị ối bụi sớm nè, ối bụi non nè, bị ối nè, nha. Sản phụ suy nhược, suy dinh dưỡng, thiếu máu là mình cũng xét vô cái chỗ mà chắc được làm cho chắc được cơ tử cung kém đó, nha.
Còn bắt thường về bông sổ nhau á, thì nhau không bông á, thì cái nhau không bông đi là mình các bạn mình áp dụng từ cái hồi mà mình chưa làm xử trí tích cực giai đoạn 3 á, thì mình mới dùng cái từ cô là nghĩ nghĩ như vậy là nhau không bông đúng không? À, vì vì sao hồi xưa mà không xử lý tích cực giai đoạn 3 là mình phải chờ, mình có một cái khoảng thời gian chờ sau khi sinh từ 10 cho đến 20 phút thậm chí 30 phút mà mình làm cái nghiệm, có cái hồi xưa có cái nghiệm pháp bông nhau á đó, tức là mình sau một thời gian như vậy là mình sẽ thấy là cái dây rốn nó tụt xuống một tí, rồi mình thấy là máu bắt đầu nó hơi chảy ra nhiều hơn một tí đó. Thì cái xong rồi mình lấy cái tay á, mình để lên cái tử cung mà mình ấn lên trên á, thì cái dây nhau nó không đi theo cái tay mình, thì như vậy là họ kêu là nhau bông rồi, là họ mới tiến hành đỡ nhau, là hồi xưa là như vậy. Còn bây giờ là tất cả đều xử lý tích cực giai đoạn 3 rồi, cho nên là bây giờ sẽ không có cái từ là nhau không bông nữa, mà mình sẽ thay bằng cái từ là nhau bấm chặt. Nhau bấm chặt tức là khi mà mình cầm dây rốn mình kéo nó kiểm soát á, nhưng mà mình kéo không ra, nhiều khi mình hơi dùng cái lực hơn một tí nhưng mà nó vẫn không ra, thì mình cũng đừng có cố, vì nếu mà cố thì nó sẽ xoay ra, nó đứt cái cuốn nhau đấy, là nó sẽ bung máu lên đúng không? Cái thứ hai là mình cố gắng mình gặp cái nhau bấm chặt á, làm dễ bị lọt lòng tử cung. Thế nên là những cái trường hợp đó mà mình kéo bấm nhau mà mình hơi dùng lực mạnh hơn bình thường chút mà vẫn không được á, thì mình đem một cái ngăn dài luôn từ đây lên tới cái nách này nè, mình đưa tay qua trong vùng tử cung, mình bắt nhau ngang tại luôn đúng không? Mình bắt mình luôn theo cái dọc bấm nha, cái mình nhẹ nhàng mình lau ra được ở ngoài rồi, bắt đầu mình biết đỡ bấm nhau như bình thường, tức là mình cũng xoắn để cho cái màng nhau nó ra hết, rồi sau đó là mình phải kiểm tra thử bấm nhau nó đủ hay thiếu, rồi nhân cái việc mà cái bàn tay mình vô trong vùng tử cung á thì mình sẽ xót luôn, bắt nhau ngang tạ và xót tử cung bàn tay luôn. À, để đảm bảo là không còn sót nhau nữa nha. Thì trong những cái đường như vậy á, thì những cái người mà họ kỹ á, thì họ mới kêu là bắt nhau nhân tạo sót buồn tử cung bàn tay, cảm giác lòng tử cung xô sản chưa sạch à, mấy chị để hồ sơ là hay viết hồ sơ như đó à, trình bác sĩ đúng không, tức là bác sĩ mua mà xiên á thì đem ra tạo dụng cụ luôn. À, bác sĩ mua mà lười biếng thì kêu là thôi kệ, mình sẽ đề nghị dùng oxytocin 3 ngày đó, thì trong cái 3 ngày hậu sản thì khi mình chất oxytocin là mỗi ngày là 4 ấm 20 đơn vị, sáng 2 ấm chiều 2 ấm, thì trong cái thời gian mà hậu sản thì có thể là những cái mà bánh nhau mà nó còn chút chút thì nó sẽ trôi theo, nó sẽ bóc lóc ra, nó trôi ra theo cùng với sản dịch đúng không? Thì sau 3 ngày đó là trước khi bệnh nhân cho ra viện thì mình sẽ cho bệnh nhân siêu âm lại, và những cái ngày đó mình có thể cho thêm mesoprostol đặc nữa đó, mình siêu âm lại, nếu mà siêu âm đặc là tử cung sạch rồi thì mình cho bệnh nhân ra viện, mà nếu siêu âm đặc là chưa sạch còn tại tổ chức thì mình sau đó mình sẽ làm dụng cụ đó. Đó là cái hướng xử trí của những cái người mà nhau bấm chặt, nhau không lóc và nhau bấm chặt đó, mà phải sót buồng tử cung thì thường là như vậy. Có những trường hợp mà thiếu quá, những trường hợp mà nữ học sinh họ bán là bây giờ lấy ra nhưng mà nó bám chặt quá, cảm giác là còn nhiều nhau trong nó quá đó, thì bắt buộc là bác sĩ phải gấp, có cái băng ăn cơ có răng á, họ sẽ đưa vô buồng tử cung cho thuốc tăng go cho tử cung nó go cứng lên, và họ sẽ gấp nạo ra à. Thì thường họ làm xong nhưng mà họ vẫn chưa cảm thấy hay chưa thoải mái, chưa ok thì họ cũng biết chứ đó, tạo ra gấp ra nhiều nhau nhưng mà cảm giác là chưa sạch, đề nghị dùng oxytocin 3 ngày sau đó kiểm tra lại trước khi ra viện. Đó là những cái câu mà mình làm để mình giữ trẻ đúng không, chứ còn mà mình làm nhiều khi mà mình tự tin quá là sao đi, bệnh nhân mà ra viện mình trở lại vì sốc nhau, vì nhiễm trùng tử cung là do mình đúng không, bệnh nhân muốn kiện đó, đẻ xong mà cho bệnh nhân về mà quay lại vì sốc nhau là họ kiện đó. Cho nên là khi mà họ quay lại lỡ mà sót nhau thì bác sĩ siêu âm là họ sẽ không biết cái câu là sót nhau trong vùng tử cung, mà họ sẽ nghiêng là có cái tổ chức trong vùng tử cung à, thì cái tổ chức nó không biết là cái gì, có thể là nội mạc tử cung bong ra nhiều quá, có thể là nhau, có thể là nhau, có thể là mốt cục thôi đúng không, thì biết là cái gì thì đây mới tổ nào xong đây mới tổ chức nó dựa dạ của mình, nhưng mà có sót nhau thì mình cũng giấu, mình không cho bệnh nhân biết. Chứ mình là họ có biết
khác nhau mà họ quay trở lại là họ họ kiện mình, đúng không? Mình làm cũng tốt. Còn gắn thương lượng sinh dục thì vợ tự cung là đúng rồi, nhưng mà mình hay gặp những cái trường hợp vợ tự cung mà khi mà sinh xong, ví dụ đang chuyển dạ mà nó vỡ tử cung á, là thường á, nó vỡ ở đáy, đúng không? Nó bung ra ở đáy. Nhưng mà vỡ tử cung trong những cái trường hợp mà bệnh nhân đẻ xong á mà mới vỡ là mấy em biết là răng rách, rách cổ tử cung, nhưng mà nó kéo dài lên đến đoạn dưới luôn, thì cái đó vẫn xếp vô loại vỡ tử cung. Nhớ nha, rách cổ tử cung mà nó kéo dài, mấy em có hình dung ra không? Rách cổ tử cung, ví dụ rách xíu tầng đây thì được, nhưng mà rách lên tới thân tử cung, đoạn eo luôn, đoạn dưới tử cung, thì làm xét vô cái nhóm vỡ tử cung đi, là chấn thương đường sinh dục đó. Chứ còn một ví dụ đang chuyển dạ mà bùng một phát mà vỡ tử cung là thường là nó sẽ vỡ ở chỗ khác, nó vỡ ở đáy hoặc là ở thân, chứ không thể vỡ từ cổ tử cung đi lên đó. Thì trong một cái tài liệu mô cung nhớ nếu cô làm luận văn là họ nói là tách cổ tử cung từ cổ tử cung mà lên đến đoạn dưới thì cũng được xét vô nhóm là vỡ tử cung đó. Bây giờ chấn thương đường bây giờ nói thêm là cái bất thường về bong nhau chỗ nhau đi thì có những cái yếu tố nguy cơ gì mà gây ra cái nguyên nhân này, đúng không? Nhất là gì, nhất là mấy bộ cũ này, đúng không? Mấy bộ cũ là gây nhau tiền đạo, nhau bấm chặt nhau, cài năng lượng, đúng không? Cái thứ hai là cái những người mà nạo thai phá thai nhiều lần đó, cho nên là cái chất lượng của cái lòng tử cung nó không tốt, cho nên là bánh nhau nó sẽ tìm xuống ở phía đoạn dưới, nó bám chứ nó không bám ở đấy nữa. Cái thứ ba là ở những cái người mà có bị bất thường tử cung này, hoặc là những người mà bị sơ tử cung sơ hóa hoặc là đa nhân sơ nhỏ tử cung thì nó cũng hay gây nên những cái bất thường về bong nhau sổ nhau đấy, đúng không? Nhiều cái có nhiều cái nhân sơ mà dưới tim mạch chẳng hạn đó, thì nó sẽ cản trở, nó làm cho nhau bấm chặt không nói rồi, mà nó cũng cản trở khi mà mình kéo nhau ra. Rồi là do mình đỡ cái bánh nhau đi, không đúng kỹ thuật nữa, đúng không? Đỡ bánh nhau mà không đúng kỹ thuật thì cũng gây đi xót nhau, nhắc là xót màng nhau. Còn về chấn thương đường sinh dục á, là những cái yếu tố nguy cơ là như thế nào? Thứ nhất là đẻ con to, đúng không? Thứ hai là dùng thuốc tăng do mà không có kiểm soát này, là gây ra vỡ tử cung đó. Hoặc là khi mà đẻ là mình, hồi xưa thì nhiều mà bây giờ thì ít. Hồi xưa đẻ mà mấy cái bà mà rặn yếu á, cái xong rồi thấy tim thai xuôi á, mình cũng mong cho em bé ra cho nhanh á, thì hay đẩy tử cung, rồi thì cấm. Nhưng mà nhiều khi mọi người cũng đứng giữ đáy, nhận đầu kêu em đâu có đẩy đâu, em chỉ giữ đáy tử cung cho nó cái tử cung nó thẳng trục lại. Vì một số bà là tử cung nó xẹo một bên, em giữ đáy tử cung cho nó thẳng trục lại. Với lại là khi mà khi em mỗi lần mà mấy cái đứa mà có rấu cuốn cổ á, cái bệnh nhân rặn phát cái là hắn ra ngoài đi, cái bệnh nhân thấy rặn cái là hắn lại lên cao lại, đúng không? Cho nên là mấy chị kêu là em giữ để cho nó đừng có đi lên đó. Nhưng mà ít nhiều giữ cũng có cái lực trong đó, nhưng mà bây giờ thì ít. Hồi xưa là đẩy như đó, hai ba cô là đứng ngồi lên cái thành giường á, đẩy cái thời cô mà còn làm lâm sàng đẩy như đó. Vì có nhiều ca họ đẻ chậm mà tim thai rất là xấu ruột lắm, sợ ra bé nhà các xấu ruột lắm, cho nên là cố gắng đẩy ra cho thật nhanh đó. Thì ở những trường hợp đó là sẽ có nguy cơ là vỡ tử cung. Cái thứ hai là khi mình đẩy như vậy mà với lại mình cứ khám, mình cứ vành ra đi nè, để cho em bé ra cho nhanh đó, là sau này cái tổ chức ở dưới nó sẽ bủng vỡ, và khi cái đầu em bé nó ra nó sẽ chà luôn đó, là sau đây là cái niêm mạc của cái âm đạo đó là nó xước rồi nó xây, nó không rách nhưng mà nó xây xước rướng máu cái nó và nó bị mủ mỡ ra nữa, nên là rách dễ bị là tổn thương. Là ví dụ đẻ con to này, hoặc là em bé mà nó cúi không tốt á, cái ngôi thai mà nó không có cúi hẳn, nhất là ở chẩm chậu phải sau á, là cái đầu em bé nữa đó, đúng không? Chẩm chậu trái trước là ok, nhưng mà chẩm chậu trái ngang với trái sau là đẻ, mà cố gắng đẻ đường âm đạo là hơi khó này, là dễ vỡ, dễ không, dễ chấn thương đường sinh dục nha. Rồi
đó là những trường hợp con to, những trường hợp mà cũng ở những cái có thể là ở con so thì tầng sinh môn nó hay cắt cứng, là cắt rộng rãi, còn ở người con rạ thì nó tổ chức nó mũn mỡ hơn. Còn những trường hợp mà sinh nhanh á, là những cái bà là con thì nhỏ, đúng không, con cỡ 2,5 kg, 2,7 kg, dưới 2,5 kg mà sức khỏe thì càng trẻ, mấy bà làm năm á, bà mới rặn một phát chưa kịp là đẻ đầu búi rồi đầu ngửa rồi kéo tới vai rồi bật lên theo cái là quy trình đỡ đạn ôi chỏm á, nó mạnh quá mà con thì nhỏ, thở một cái lạnh tọt ra cái là một rách tầm lâm tầm lai nha. Con phải nhanh đó. Đó là chấn thương đường sinh dục. Còn ngoài ra cái rối loạn đông chảy máu thì là em bị thiếu này, về những cái bệnh mà của nội khoa là mình có viêm gan này, suy gan, sốt xuất huyết, thiếu các yếu tố đông máu là đúng rồi. Nhưng mà cái về sản khoa là mình thêm nhau bông non nữa, thai lưu và nhau bông non là cũng gây rối loạn đông chảy máu. Rồi tiếp tục. Rồi lâm sàng thì mấy em biết rồi, sau khi mà sinh xong thì mình lấy nhau nhai sự tiết tích cực giai đoạn 3 xong thì bắt đầu là thấy kể sau khi bánh nhau vừa ra là máu ồ ạt phun ra, đúng không? Đó là khi trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là nếu như mà bị rách cổ tử cung âm đạo là em bé ra là máu cũng tràn ra thêm đó. Những cái trường hợp mà đẻ khó này, đẻ nhanh này, con to này, này nọ là thường là khi mà đẻ xong là mấy chị họ nhanh lắm, mà bé hai cái tay này họ bỏ trong âm đạo, họ chặn xuống đi, họ kiểm tra thử là có rách âm đạo, còn cái tầng sinh môn mà mình cắt á, có rách thêm xuống ở dưới không, rồi mình đưa tay xuống dưới trực tràng hậu môn á, mình đưa tay lên là mình biết rách âm đạo hay không liền, yeah. Là để mình tiên lượng trước. Còn rách cổ tử cung là không khó phát hiện hơn vì nó nằm sâu ở trong đó, thì mình phải có một cái bộ kiểm tra cổ tử cung, kiểm tra côn đó. Mình phải ngồi giống như là bệnh nhân nằm tư thế sản khoa hai chân hai bên, mình hai người giữ hai cái van để mà banh rộng cái phẫu trường ra, rồi mình sẽ có những cái kẹp banh đăng cơ. Banh đăng cơ tức là một cái đầu nó có hình tim này, mà loại dùng mấy em dùng cái loại không có răng, cái loại có răng là dùng để gắp, khi mình nạo nhau á mình dùng để mình gắp. Còn cái loại mình không răng thì mình để kiểm tra cổ tử cung, tử cung đi ra. Vì nếu mà có răng mà khi mình kiểm tra là cái răng nó sẽ làm tổn thương, nên phải dùng cái loại không răng. Thế là mình kiểm tra được cái rách hay không. Nhiều khi nó không rách nhưng mà nó tưa. Nếu mà nó tưa như vậy là mấy em sẽ may lại cổ tử cung, hết cả một cái vòng cổ tử cung giống như là mình may hộp nút á. Nha. Mình may hộp nút áo nè. Là giống như là may cổ tử cung, nhiều khi may như thế. Thì mình triệu chứng là ra máu rất là nhiều, và bệnh nhân khi mà ra máu một cái lượng nhanh mà trong một cái thời gian ngắn là bệnh nhân tốn rất là nhanh chứ. Biểu hiện như thế nào, mình làm lao là mình sẽ bình thường là bệnh nhân đang ở tư thế sản khoa đúng không, đang chống hai cái chân lên và mình đang lấy cái bánh nhau ra, vừa lấy cái bánh nhau ra thì máu ra rất là nhiều, ra một cái là một thao máu. Thì bệnh nhân biểu hiện như thế nào? Cái đầu đang lên đúng không? Ngặt một mềm và hai cái chân là đang chống, thì bệnh nhân sùi hai cái chân xuống luôn. Dấu hiệu đầu tiên của là bệnh nhân đã bị trốn. Có phải không? Là khi nó là hô hào liền. Vậy đấy. Thì mình đang sẵn khoa mà chị bắt đầu rồi, mình gửi kế hoạch xong rồi mình mới bắt đầu, mình sẽ thông báo cho khoa điều cho mình dạy, rồi mình mới đôn đốc hàng ngày chứ. Cho nên là cái chung trừ bây giờ làm cụ thể riêng nữa, cái kế hoạch đi chung đúng không? Một tháng là có 4 tuần thì ví dụ như đây nè, tuần thứ nhất á, là cái bài 1 á, là khi nào cũng có học hết.
tức là mỗi một buổi là sẽ có một bài một và một trong 12 bài còn lại. Như vậy là 12 bài còn lại là sẽ là 3 tháng đó, đúng không? Như vậy cái bài đầu tiên mà cái bài về tổng quan là có thể chị hoặc là bốn phải dạy là nói rất ngắn gọn đơn giản. Rồi, nói tiếp tục nha. Thì tại vì là chiếm đa số là nguyên nhân là do đờm tử cung, đúng không? Cho nên là khi nào mà thấy máu ra nhiều thì cái phản xạ đầu tiên của mình á, cô đang nói cái chỗ trốn á, thì khi mà mình thấy bệnh nhân có những cái biểu hiện như vậy và nhìn là họ sẽ đờ đẫn, da là tái nhợt liền, đúng không? Họ đờ đẫn, họ kêu khát nước luôn này nọ, đúng không? Như đó là mình sẽ gọi thêm mọi người đến truyền ít nhất là hai đường, hai truyền, có hai đường tĩnh mạch để truyền, đúng không? Rồi bắt đầu mình xử lý thì mình sẽ nói sau. Thì đầu tiên mà khi mà mình thấy một cái lượng máu mà nó chảy ra như vậy, mà bệnh nhân như vậy, thì đầu tiên là mình sẽ kiểm tra cái sự giao hồi tử cung là đầu tiên nhất, đúng không? Để tay lên bụng bệnh nhân ngay, xoa tử cung xem thử là có khối ăn vòn hay chưa. Dĩ nhiên là ngay lúc đó là mình đã có 10 đơn vị oxy tiêm bắt rồi, và sau đó là mình sẽ xoa đáy tử cung. Nếu mà mình xoa đáy tử cung mà nó có khối ăn bồn do cứng ngắc rồi, đúng không? Nhưng mà mình nhìn xuống dưới là máu vẫn còn chảy ra rất là nhiều, máu đỏ tươi, thì chắc chắn là không phải là do đờm tử cung nữa, mà do tắc của tử cung âm đạo, đúng không? Còn trường hợp mà mình đã xoa đáy tử cung rồi nhưng mà tử cung nó vẫn mềm nhão và máu tiếp tục ra, thì cái này là sẽ nghiêng về đờm tử cung nhiều, và mình sẽ tiếp tục dùng thuốc tăng go cho đến khi nào mà nó go thành khối ăn vòn thôi. Thì bên cạnh những trường hợp mà tử cung mà nó không go như vậy, ngoài thuốc tăng go thì mình sẽ đưa tay vào buồng tử cung luôn, kiểm soát nhau bằng nhau và mình lấy hết máu cục. Vì nếu mà có máu cục nhiều trong đó thì tử cung nó sẽ go cũng được. Sau khi mà mình dùng tất cả các loại thuốc rồi mà tử cung vẫn không go, vẫn mềm và không có khối ăn vòn, thì phải cân nhắc tới chuyện là phẫu thuật rồi, đúng không? Cái hướng là xử trí là như vậy nha. Cái hướng xử trí thì cô nói lại là ngay khi mà mình thấy bắn huyết sau sinh thì ngoài cái chuyện hồi sức rồi đó, mình phải kiểm tra thử là tử cung nó có go hồi hay không. Nếu tử cung go hồi tốt, máu vẫn tiếp tục ra, thì chắc chắn là nguyên nhân là rách cổ tử cung âm đạo, và mình tiến hành kiểm tra cổ tử cung và kiểm tra âm đạo nó rách không, và mình nhanh chóng mình may phục hồi luôn để cầm máu. Ngoài ra thì khi mà rối loạn đông chảy máu thì thường là mình đã tiên lượng trước rồi, cái bệnh kèm theo là thường là mình đã tiên lượng trước rồi, thì mình sẽ hỗ trợ thêm. Còn trong trường hợp mà mình xoa đáy tử cung, mình dùng trước 10 đơn vị oxytocin rồi mà tử cung vẫn mềm, thì mình sẽ tiếp tục dùng tất cả những cái thuốc mà gây đi go bóp tử cung nữa. Tức là mình sẽ ngoài cái chuyện tiêm bắp này, mình sẽ cho ít nhất là 4 ống đến 6 ống oxytocin và một cây truyền cho dịch chảy nhanh. Đó. Vừa tiêm bắp, vừa truyền tĩnh mạch, vừa xoa đáy tử cung. Rồi bên cạnh đó mà nó không ok thì vẫn methadrin, hiển nhiên là có những cái chống chỉ định. Em chỉ các bạn thuốc methadrin. Oxytocin mình dùng có thể rất là nhiều ống, ít nhất cũng phải trên 20 ống cũng được, vừa truyền vừa tiêm bắp trực, thậm chí là tiêm trực tiếp vào cơ tử cung luôn. Mình sẽ nhớ cái này thì em có cái thuốc này thì cô thấy là hơi lạ này, metinprostaglandin. Cái này như là dưới khoa mình không có, cô chưa bao giờ dùng, chắc là ở sắc vật nào đó. Nhưng mà mình sẽ thay cái thuốc này bằng Doratoxin ha, cặp Bemazone á. Doratoxin thì hàm lượng là 0,2mg, mình tiêm một ấm tĩnh mạch. Cái thuốc này nó hơi đắt, hình như là 200-300 ngàn tới một ấm đó. Thì nếu mà bảo hiểm dùng thì phải có duyệt lãnh đạo thì mới được dùng. Và mình sẽ cho nhét vào hậu môn từ 3-5 viên Misoprostol nữa, đúng không? Đây là tất cả những cái thuốc mà mình có thể dùng để làm co bóp tử cung, cộng với lại xoa buồng tử cung luôn, lấy hết máu cục.
cái số phần tử công nó vừa lấy cái khối bụng mà mình vừa đỡ cái thành tử công lên sát cái thành bụng để cho một người khác họ sẽ tiêm oxytocin trực tiếp vào cơ tử công nha. Nhưng mà cẩn thận chúng ta tiêm vô tay của cái người trong buồng tử cung. Rồi sau khi mà mình đã làm tất cả những cái thứ thuốc này rồi, sau đấy tử cung tích cực rồi, tử cung vẫn mềm nhão, giống như cái mềm rách á, hay là như bánh bao rồi như đó, rồi thì phải cân nhắc với chuyện phẫu thuật. Những người mà họ đủ cân rồi thì cái chuyện phẫu thuật thì không có gì phải bàn cãi. Nhưng mà ở những người con sau thì như thế nào thì cần phải có sự cân nhắc. Nếu như mình không mổ mà gặp cái tử cung mà nó không hồi phục, nó cứ mất máu mãi thì bệnh nhân sẽ trốn không hồi phục là sẽ tử vong. Nhưng mà nếu mà mình mổ sớm quá thì mình cắt mất cái tử cung của họ thì làm sao buổi sau họ đẻ được. Cái này là cái lúc mà ở người con sau là muốn mệt mỏi lắm. Cái này là phải hội chẩn với lại lãnh đạo rồi này nào đó. Thì khi vô đầu tiên là họ sẽ họ sẽ tiếp tục họ tiêm oxytocin. Khi mà mở bụng ra thì họ sẽ dễ tiêm oxytocin vô trong cơ tử cung này. Tiếp tục họ xoa bóp phủ gạt ấm rồi này nọ, xong là họ sẽ buộc động mạch tử cung, buồng trứng, thậm chí là buộc động mạch hạ vị. Buộc động mạch hạ vị là một cái kỹ thuật rất là khó vì nó liên quan tới cái liệu quẩn, cho nên cũng đòi hỏi là cái kỹ năng. Rồi có thể họ dùng cái mũi mi linh. Cái thì mấy em sẽ lên mạng để mở đánh cái mi linh là họ sẽ bay cắt mình cầu đó, sẽ ép hai thành tử cung lại đó. Nếu mà không được nữa thì phải cắt tử cung cũng nắm phần. Ở bệnh viện mình thì thỉnh thoảng cũng gặp có những ca con sau mà bị cắt tử cung nắm phần là bị hết cắt rồi. Còn những cái mà họ kêu là để bơm nhét gạt này hoặc là bơm bóng chèn á thì họ làm thôi, nhưng mà thấy cũng một số bệnh viện làm cũng có báo cáo đó, nhưng mà cũng có chỗ làm có chỗ không làm, cũng không phải là chỗ nào cũng có hiệu quả, cho nên nó cũng không có phải là bắt buộc phải làm, nó tùy theo kinh nghiệm của từng bác sĩ một. Đó là cái đờ tử cung. Còn lại cái về cái rách cổ tử cung âm đạo thì rách chỗ nào mình may chỗ đó, đúng không? Nhưng mà trong cái kỹ thuật may á thì mình lưu ý một điều là mình may làm sao là mình phải lấy được đáy một cái vết rách. Nếu như mà mình không lấy được đáy của vết rách mà mình chỉ may lẫn sợi ở phía trên á thì máu ở dưới vẫn tiếp tục chảy và không có đường thoát, thì nó sẽ sinh ra cái gì, sinh ra khối máu tụ là còn nguy hiểm hơn cả chảy máu nữa. Vì khối máu tụ là nó sẽ nó lan ra nó rất là nhanh và nó sẽ làm phá vỡ những cái sắp xếp tổ chức. Mà khi mà mình vô mình may lại nó rất là khó, không biết là nó là của cái cơ quan tổ chức mô. Thì mấy em chỉ cần nắm cái hướng xử trí là mình sẽ nghĩ tới cái nguyên nhân gì trước, mình sẽ xử trí lần lượt như thế nào và một số cái thuốc để mà dùng trong cái đợt tử cung. Đó, như cô kể có thể là kể tay thôi, không nhớ lưu lượng chứ kể tay được rồi, đúng không? Còn trường hợp mà nếu mà không thể được thì phải làm gì, phải mổ, phải làm gì thì mình biết cái hướng xử trí là như vậy được rồi. Còn trong trường hợp mà có rối loạn đông chảy máu kèm theo thì mình sẽ mời thêm bác sĩ ở SICO hoặc lên, thì thường là họ sẽ cho những, nếu như mà biết được bệnh nhân thiếu yếu tố đông chảy máu nào, ví dụ như là bệnh nhân bị bệnh thiếu yếu tố đông chảy máu thì mình dùng, còn không thì họ thường dùng là huyết tương tư đông lạnh mà có nhiều cái yếu tố đông máu nằm trong đó. Thường là mình truyền máu là mình sẽ truyền, bây giờ họ ít truyền máu còn phần nha. Bây giờ thiếu cái gì là truyền cái đó, chứ không có như hồi xưa là cứ truyền máu còn phần. Bây giờ những người thiếu máu là mấy em thấy họ sẽ truyền hồng cầu khối, đúng không? Ai mà rối loạn đông chảy máu là truyền thêm huyết tương tư đông lạnh. Còn ai mà giảm tiểu cầu thì họ sẽ truyền khối tiểu cầu máy. Rồi cái chỗ nhau không bông đi thì hồi nãy cô nói là mình có thể chuyển thành là nhau bấm chặt nha.
rách thì may, sót nhau bằng nhau thì mình sẽ một là sót mình tự công bằng tay, hai là nạo bằng dụng cụ. Nhớ hai câu đó thôi, chứ còn mà mấy em nhớ thấy cái này là nhớ được đúng không? Nhưng mà cái này là bài bản là đúng rồi đó. Đời tự công thì làm gì? Đời tự công thì so đáy tự công, chồng vô tăng do, nếu không được thì phẫu thuật đúng không? Nếu do rồi nhưng mà máu vẫn còn ra thì đi tìm các nguyên nhân khác, hay gặp là chấn thương đường sinh dục hoặc là rối loạn chảy máu đó. Đó mình chỉ nắm cái ý chính đó thôi, còn cái bài này thì chắc là nhớ không nổi đâu, đúng không? Làm không có nhớ không? Rồi tiếp tục đi em, rồi tiếp tục luôn. Rồi cái biến chứng thì rõ rồi đúng không? Ra để ra tăng qua phòng giữ phòng. Đúng rồi, giữ phòng thì mình khi mà một bệnh nhân mà đi khám thai của mình á là mình phải nhận biết được ngay là họ sẽ có những cái yếu tố nguy cơ mà có thể gây băng huyết sau sinh liền dễ mà đúng không? Đó, những cái yếu tố nguy cơ đó mấy em phải nắm. Thì khi mà khám thai ở tuyến dưới thì mình phải biết họ là khi sinh đẻ, khi khám thai là ở đâu cho tốt này. Đó. Còn mà ở tuyến mình rồi thì mình cũng phải biết. Cái câu mà thai nhỏ này thực hiện tốt cuộc sinh thì cái ý cuối cùng là lấy hết máu cục khỏi tử cung cầu đạo trước khi chuyển phòng sinh. Thì cái này nó liên quan tới là cái câu mà cô hay hỏi là bây giờ theo dõi 2 giờ đầu ở phòng sinh thì em phải theo dõi những cái gì á, chứ là phải theo dõi huyết động là một này đúng không, thứ hai là do hồi tử cung này có khối an toàn chưa nè, thứ ba là máu âm đạo còn ra nhiều hay ít này. Nếu mà có do rồi, mấy em biết là nhiều cái trường hợp nó tổn thương của tử cung âm đạo nó không phải là nó ra máu rầm rộ đâu, mà nó rỉ rả ít một. Tức là trong quá trình 2 giờ đầu mình theo dõi ở phòng sinh á, thì men bình thường là cái sản dịch khi mà tử cung nó go hồi rồi á, thì cái máu âm đạo nó ra là hơi màu sẫm một tí, hơi sẫm một tí và nó hơi lẫn lộn. Đó thì mình theo dõi, nó sẽ ướt những cái xăng đó. Nhưng mà ở những người mà tử cung go tốt rồi nhưng mà có tổn thương cổ tử cung âm đạo nhưng mà nó không phải là nhiều, nó chỉ rỉ rả ít một, ví dụ như là tư một tí ở cổ tử cung chẳng hạn, chỉ có một mạch máu nhỏ nhỏ thôi, thì nó sẽ rỉ rả ít một, thì men sẽ để ý là máu nó sẽ ra nhiều hơn cái lượng máu mà như là cái sinh lý bình thường của mà sau khi mà tử cung ra rồi. Nhưng mà đặc biệt là máu nó có màu đỏ tươi đó, những trường hợp mà mình nhìn thấy mà máu nó cứ rỉ rả cứ ra cứ ấn vô tử cung thì nó lại trào ra một ít á, mà có màu đầu tư là mấy em phải coi chừng là có rách cổ tử cung âm đạo. Nhưng mà cái này nó tế nhị thôi, nó ít chứ không phải là cái loại mà nó ra vào à thì phải diễn ra chưa. Đó là mình đang nói theo dõi 2 giờ đầu đúng không, huyết động nè, theo dõi go tử cung nè, lượng máu âm đạo nè, theo dõi cái gì nữa, theo dõi vết mai tầng sinh môn có bị sưng không, có nề lên không, và coi thử là có khối máu tụ ở vết mai và trong âm đạo hay không. Nhiều em trẻ rất đủ nhưng mà thiếu cái là khối máu tụ trong âm đạo. Và mình phải theo dõi gì nữa, theo dõi tại vì thường những cái giờ đầu sau sinh là nhiều khi một số người là có thể là còn xong tiểu, có một số người là họ sẽ rút xong tiểu ra rồi thì phải coi thử cái lực cái nước tiểu, cái màu sắc của nước tiểu nha. Nhiều người thì sau sinh là nó hay bị cái nước tiểu nó hầm hầm thì có thể là sinh lý bình thường, là do những cái người họ rặn lâu, cái đầu em bé nó chèn lâu, nó làm cho cái thành bàng quang nó giãn ra thì hồng cầu nó sẽ thẩm tháo qua, nó làm cho nước tiểu có màu hồng. Nhưng mà vẫn không loại trừ một số trường hợp sinh xong thì nó bị tổn thương bàng quang, sau này nó sẽ gây dò bàng quang âm đạo. Thì trước khi chuyển phòng á, trước khi chuyển phòng thì phải bắt buộc phải lấy lại mạch nhiệt, đủ huyết áp, xem lại tử cung go như thế nào, xem lại máu âm đạo như thế nào, và phải TV xem nữa có khối ống máu tụ trong âm đạo không, TV cộng với TR nữa. Thì tất cả
đều phải làm như vậy và phải ghi vào trong hồ sơ là bệnh nhân thể hiện bình thường, bệnh nhân là ok hết thì mới chuyển xong. Một số trường hợp á, sau khi bệnh nhân ở dưới thì ok, nhưng mà do mình không có thám sát kỹ, cho nên là có một số trường hợp vừa chuyển lên phòng hậu sản dự nghi là bệnh nhân là kêu mệt, cái là đo huyết áp là thấy tụt rồi, xem ở dưới là thấy máu ra nhiều, TV là thấy một cục khối máu tụt ra tứ, bệnh nhân là vang mắt rặn. Mỗi lần mà bệnh nhân vang mắt rặn là mấy em phải kiểm tra nghe, kiểm tra thì có khối máu tụt không. Đó là cái biểu hiện ban đầu mà mình lười biếng, mình không kiểm tra là nó sẽ bị chậm. Tức là người bác sĩ mình khi mua mình cũng ở trong cái tâm thế là, tức là khi mà bệnh nhân có những cái biểu hiện gì sau đó là mình luôn luôn phải hỏi là mình liệu mình phát hiện có bị chậm hay không. Ví dụ như là khi mà mình phát hiện ra là bị có khối máu tụ chẳng hạn thì mình phải truy ngược lại là có phải là mình làm phát hiện chậm không, vì sao mà mình không phát hiện sớm hơn để cho bệnh nhân nó nhẹ hơn, ví dụ chẳng hạn thì như vậy thì mới rút kinh nghiệm được. Có nhiều trường hợp đó là mình theo dõi nó không kỹ thì để đến khi mà nó ra máu tới mức độ bệnh nhân trốn nó phát hiện được không, chứng tỏ là mình theo dõi không sát và mình đã phát hiện chậm. Nhưng mà ghi hồ sơ có ghi chậm không, hầu nếu là bắt đầu là ra chứ không, sửa lại sấm vô hồ sơ, sửa lại mục đích là thể hiện mình phát hiện kịp thời chứ không phải nó tự trên TV thì có máu tụ nó này phòng lên chứ, phòng lên cục to tướng mà. Có máu tụ trong âm đạo lẫn phòng lên to đưa tay vô là thấy liền mà. Rồi chăm sóc qua tốt sau sinh là có cái gì, đúng rồi, xoa đáy tử cung thường xuyên, tiếp tục duy trì suốt đau rồi tử cung. Mình có mấy người đều tử cung lắm em, mình xoa xong rồi mà mình thấy ok rồi là mình hướng dẫn cho bệnh nhân xoa nha. Yeah. mình để cái tay bệnh nhân này đây nè, chị ra thấy cái cục này chưa, đó, cục yêu quý của chị đó, lâu lâu chị xoa giùm tôi cá nha. Yeah. Hồi mong mà chị không thấy cái cục này là chị phải báo lại. Thì người ta xoa luôn. Yeah. Nhịp trước xoa đáy tử cung. Rồi đâu chứ để không, vậy xong. Rồi cái sự tí tích cực giai đoạn 3 miếng đó là cái chỗ là số 7. Kiểm tra âm đạo và cổ tử cung. Kiểm tra âm đạo thôi em. Còn cổ tử cung thì khi nào mà mình nghi ngờ thì mình mới kiểm tra. Vì cái cổ tử cung đi đâu có phải kiểm tra dễ dàng đâu, lấy dụng cụ ra rồi có mấy người phụ mình mất thời gian lắm. Khi nào mà nghi ngờ máu nó ra rỉ rả thì mình nghi ngờ là có rách cổ tử cung thì mình mới kiểm tra. Còn âm đạo thì kiểm tra dễ, mình cứ đưa hai cái tay vô trong âm đạo cái mình chặn cái này, mình lấy cái gạt sạch á. Có những trường hợp là mấy em, tại vì khi mà mình kiểm tra có rách cổ tử cung âm đạo không là mấy em rất là khó, là như này, vì máu trong buồng tử cung á là nó vẫn tiếp tục ra, vì sinh lý mà, sinh lý là máu trong buồng tử cung nó sẽ tiếp tục ra ít một đúng không? Nhưng mà dù ít đi nữa thì nó sẽ trào vào cái phẫu trường, cái âm đạo trường của mình á, phẫu trường là nó làm che lấp, mình sẽ không thấy được là máu nó chảy ra đúng không? Thì có một cái mẹo là mình sẽ lấy một cái cục gạt đúng không? Mình hơi thấm nước muối sinh lý xí, cái mình bóp lại cho khô ít thôi, cái mình sẽ chặn ngay ở cái lỗ cổ tử cung á, mấy em hiểu chưa? Thì như vậy là nếu mà có máu trong buồng tử cung ra là nó đã thấm vô cái gạt nó rồi, thì nó sẽ làm cho cái vùng cổ tử cung và âm đạo nó sạch sẽ, thì mình mới nhìn được là máu nó chảy chỗ nào ra đúng không? Đó. Là mình phải chặn một cái cục gạt. Nhưng mà lưu ý là cái gì, nhớ lấy ra nghe, quay một cục gạt trong đó là chết luôn đó, sau đây là nhiễm trùng là chết mình luôn đó. Quay ở mình là hay xảy ra những cái sự cố y khoa. Sự cố y khoa của mình là sót gạt trong bộ bụng khi mổ nè, thì có nhưng mà không phải là không có, nhưng mà cố gắng là không xảy ra. Mình xảy ra cái đấy là coi như là bị như là nghỉ việc luôn đó, là coi như là nổi tiếng toàn quốc luôn chứ. Cái thứ hai là đó, mấy cái trường băng huyết sau sinh đó, mình cứ chặn gạt nhiều rồi cuối cùng mình quay lấy ra nè. Một cái nữa là mấy người mà mổ cắt được cung ấm em, khi mà cắt tử cung là họ sẽ để mấy cái gạt nhỏ giống như cái băng rét á, nhỏ nhỏ, cái họ chấm cái cồn iốt vô, cái họ để ở ngay cái họ nhét từ ở trên, ở trong khi mà trong
còn mở bụng á, họ nhét từ trong ống cái chỗ mà cắt tử cung, họ nhét xuống âm đạo. Thì khi mổ xong á, thì cái người thường là cái người phụ mổ á, sẽ là người phải lấy cái gạt nó ra, lấy cái miếng nó ra. Còn bác sĩ mổ chính là thường là họ ra sớm, còn người phụ mổ thì sẽ đóng bụng và phải nhớ phải lấy được cái nó ra. À, có rất nhiều trường hợp, cái này thì hay gặp lắm, có rất nhiều trường hợp thì bệnh nhân sau khi ra viện á, cái họ về cỡ nửa tháng, tháng sau á, cái họ cứ thấy ra cái dịch mà hôi hôi, hồng hồng, rất là hôi, rất là thấm. Thì đấy với mình là mình mới biết là bị sốt gan, không quay lấy gan. Thì cái đó thì dễ, mình chỉ lấy đi âm đạo ra thôi. À, xong rồi mình phải cho bệnh nhân đặt thuốc âm đạo cũng phun nhiễm trùng. Nhưng mà đều lấy ra thì lấy, nhưng mà phải bí mật, chứ đừng để bệnh nhân phát hiện ra là bị quay, đúng không? À, ví dụ mình lấy ra xong thì mình cũng đều, cũng không có gì đâu chị, bị viêm thôi, về đặt thuốc đi. Không gặp đủ thứ thì còn gặp gặp hết á. Còn mà nguyên tắc mà để không xấu cạt trong trong bụng bệnh nhân là mấy em biết rồi, khi mà cái người phụ dụng cụ á, ở bên ngoài á, họ cung cấp cái gạt cho mình á, là hồi nào là cũng theo cấp số 5 nha, 5, 10, 15, 20 đó. Thì sau khi mổ là phải đếm lại, mà ví dụ mà thăng lòi lên là 24 chẳng hạn, có khi mổ bằng ra 26 không, nếu mà 26 là do cái bà nó mà đưa vô bị sai đúng không, bà đưa tới 25 mà đang trừ 26 là do cái bà ở ngoài bà đưa vô, nhưng mà 24 là thiếu rồi đúng không, 24, 23, 21 là thiếu, tức là cái cấp số 5. Thì những cái trường hợp thiếu đó thì làm cái gì, nó bắt đầu là mày lắm, nhiều khi là lấy đủ gạt rồi nhưng mà có cái miếng gạt cái là nó bị hắn bị ở dưới mấy cái bánh xăng á, hoặc là nó dưới những cái bánh nhau chẳng hạn, hay là ở chỗ mô đó, khi mà mổ là có hai miếng gạt hai bên nè, rồi khi rớt cái dây ra cái là nó rớt xuống dưới cái thành của bệnh nhân nè, đó mấy cái xăng trả này nè, cô cha là đi tìm đuối luôn. Một mặt là tìm hết trong phòng mổ đó, bác hỏi là chớ dạy mà ai mà chế dạy mà ai đi phòng mổ rồi sắp một miếng gạt rồi ra lau chùi cái gì cháy á, hồi đi tìm mình cháy luôn, cái miếng gạt nó lận quý ghê lắm đó. Một người thì mò hết trong mổ bụng coi thử là còn gạt hay không đúng không, một người thì phải đưa tay dưới âm đạo lên để coi thử gạt nó còn nằm trong tử cung hay không đó. Rồi đi tìm tùm lum tùm la hết, tìm hết mà không có rồi á, mà vẫn thiếu á, là mấy em biết phải làm chi không, mời ban giám đốc xuống, mời bác sĩ trực lãnh đạo xuống làm biên bản chứ, làm biên bản ký vô là cái ca mổ đó bị thiếu một miếng gạt, đã tìm thấy rồi không đó, rồi để mà sau đi đỡ trách nhiệm á là quyết định đóng bụng lại chứ. Thì đóng bụng xong là làm gì nữa, chụp phim nữa, đóng bụng xong là phải đưa đi chụp phim, vì những cái gạt đó là họ sẽ có làm có một cái dây cản con trong cái gạt đó. Chụp phim có thể trong bụng có cái nó không, chụp ra mà không có là ký vô là không sót, nó chứng tỏ là do quá trình đếm từ cái bà mà phòng bụng ngoài là bà đếm bà đi đưa thiếu chẳng hạn nữa. Còn nếu có thì làm gì, thì mở bụng ra là lấy lại đúng chưa, rắc rối lắm, bởi cái kỹ thuật gạt đó không có cái bản này, không có cái bản trong phòng mổ đó em, bản công bố gạt á, bỏ ra bao nhiêu lấy bao nhiêu đấy đó. Bây giờ là có cái quy trình nó như vậy thì nó cũng ít thôi, nhưng mà đều lâu lâu cũng có một ca là nó thành nổi tiếng. Rồi sao không chụp ít quang trước phải đóng bụng sau đó, chụp ít quang tại giường không? Phải đóng bụng sau chứ, ví dụ như chụp cái nó làm được không, cố không rõ kìa, thì nó đang có cái bụng đó rồi đưa cái máy quang nó chụp được không, hay là phải chụp quá thành bụng? Dạ chụp được. Tóm lại là có một số ý kiến như vậy, mấy em phải nắm được cái định nghĩa chứ, mấy em nắm được là một số nguyên nhân và quan trọng nhất là các yếu tố nguy cơ để mà mình biết mình dự phòng. Chị Tiến Lâm Sàng thì đơn giản đúng không? Hướng xử trí là mình sẽ làm bước gì trước, bước gì sau. Nhân đây thì sẽ nói một cái chuyện là đây là băng huyết sau sinh, là đây là mình đang nói là về đẻ thường chứ. Còn mổ đẻ thì như thế nào?
mổ đẻ mà ví dụ đời tử cung thì cô không nói, nhưng mà mình có một số trường hợp cái này mình gặp cũng nhiều nha, một năm mới gặp cũng phải vài ca chứ không phải ít. Thì băng huyết sau sinh mà cái này không phải do bệnh của bệnh nhân mà do là sự cố y khoa của bác sĩ. Ở trong một số trường hợp mổ đẻ, có thể là mổ đẻ những cái ca khó, ví dụ như là trong mổ đẻ mà những cái ca khó là ví dụ như là nhau tiền đạo chẳng hạn, hoặc là ngô ngang chẳng hạn, nhau cài răng ngực thì quá khó rồi, đầu không lồn chẳng hạn, đó là những cái ca mổ rất là khó. Những cái ca mà mổ chủ động này, hoặc những cái ca mà đầu em bé nó nằm lâu ở đoạn dưới như là đầu không lồn á, thì khi mổ á là nó sẽ bị lấy con khó nữa, nó sẽ bị sang chấn. À, nó sẽ rách qua bên chỗ hai cái động mạch tử cung á, yeah. Bình thường mà mình rạch ngang qua đoạn dưới á, thì chưa đến động mạch tử cung đúng không? Nhưng mà nếu mà tiếp tục nó sẹp thêm khoảng 2-3 cm nữa thì nó sẽ vô ngay chỗ động mạch tử cung mà cái đoạn bắt chéo cái niệu quản á, em hình dung ra chưa? Và nếu như mà mình may không tốt, nếu như phẫu thuật viên trong trường hợp may có thể là vết rách nó rất bình thường, nhưng mà kỹ thuật mình may không tốt, mình chủ quan, mình để đến khi mà mình đóng bụng rồi mà mình không kiểm tra là đã cầm máu hoàn toàn 100%, mình đóng bụng lại chỉ cần có một cái mạch máu nhỏ thì nó sẽ chảy rỉ rả, yeah. Thì về hậu phẫu mà theo dõi không sát á, thì đến một cái giai đoạn nào đó thì mình sẽ phát hiện ra bệnh nhân bị gì chứ không, viêm phúc mạc, hội chứng chảy máu trong, hội chứng chảy máu trong do cái gì? Do sự cố y khoa là do bác sĩ mình may không tốt, đúng không? Thì nó sẽ kéo theo một cái gì tiếp theo là gây nên một cái đờ tử cung thứ phát. Khi mà máu tràn ngập trong ổ bụng á, bệnh nhân rơi vô tình trạng thiếu máu trốn á, thì cách gì tử cung nó cũng đờ tử cung thứ phát ấy. Mà đờ đi không phải là do bệnh nhân mà do bác sĩ may, mới hiểu chưa? Cái này là khi mà về hậu phẫu SICU á, thì cô rồi theo dõi 15 phút một lần, 10-15 phút một lần á, là theo dõi cái gì? Huyết động nè, tình trạng trong nè, máu âm đạo nè, tình trạng bụng rất là quan trọng nha. Huyết động bệnh nhân và tình trạng bụng đó, đừng có để tới lúc mà bệnh nhân bắt đầu trốn, máu ngập ổ bụng mới phát hiện ra tử cung là đờ tử cung thứ phát. Đi mổ lại, bắt buộc phải đi mổ lại để cầm máu, mà đi mổ lại thì có thể cứu được tính mạng bệnh nhân, nhưng mà không cứu được tử cung, cắt tử cung luôn là rất là oan uổng cho bệnh nhân, đúng không? Cho nên là khi mà phẫu thuật viên á, mổ đẻ rất là dễ, nhưng mà vẫn gặp những cái sự cố y khoa như vậy, cho nên là khi mổ rất là cẩn thận, phải kiểm tra kỹ càng trước khi mình đóng bụng, đảm bảo là khô ra, vết mổ khô ra, không có một rỉ máu nữa, ổ bụng sạch sẽ là mình đóng bụng là mình yên tâm. Còn khi mà mình mổ những ca khó mà mình còn lăn tăn là không biết này nọ thì bắt buộc là phẫu thuật viên phải đặt một cái gì, cái ống dẫn nhận lưu để làm gì, để mình phát hiện sớm. Những trường hợp mà mổ khó là khi mô cũng có một cái đặt ống dẫn lưu ấy, để mà lỡ mà chảy máu ra là phát hiện liền, là can thiệp liền, đây mình nha. Và những trường hợp khó ấy, thì bản thân của mình nè, phẫu thuật viên là phải đi theo dõi, chứ đừng để người khác theo dõi, vì người khác khi mua họ cũng ở cái thế là mình chủ quan không có gì đâu, nhưng mà bản thân mình biết là mình mổ có những cái ca mổ khó là tự mình phải đi kiểm tra, đi theo dõi thì mình mới phát hiện sớm để mà mình xử trí sớm. Thì cái này nói nhỏ thôi, những cái ca mà mổ mà bị dễ nhất là khi mổ mê, không, những cái ca mà mổ dễ nhất á, là khi một cổ tử cung mở được khoảng tiền 3-6-7 cm, mổ vì suy thai hoặc là bắt cân xứng đào chậu, khi nếu mình rạch ngang đoạn dưới là cái tai nó nằm ngay dễ. Những trường hợp mà cổ tử cung mới chớm mổ vì mấy mổ cũ, hoặc là nhiều người nâu nóng á, cổ tử cung mà dài là ngón tay mà đi mổ là em lấy đầu ra rất là khó, là vì sao? Còn khi nếu cái đầu nó còn ở cao á, là mình mổ ngang đoạn dưới là mình sẽ cái chỗ này nó sẽ ngang vết mổ, là không bắt đầu lên được, khó lắm. Thì lúc đó làm chi? Cái người phụ á phải đẩy xuống, phải đẩy em bé, mà phải đẩy tích cực nha, cái đầu nó xuống thì mới bật cái đầu nó lên được,
nhiều trường hợp mà mổ chủ động là lấy đầu là rất là khó, nhiều khi phải cắt thêm cơ tử cung, cắt thêm cơ thành bụng. Mình biết cắt thêm cơ tử cung không? Bình thường cơ tử cung là mình mổ ngay đúng không? Nhiều trường hợp mình lấy bao không ra, cắt lên hình chữ T, cắt lên hình phía đáy tử cung, cắt hình chữ T, cố gắng lấy được nhưng mà sau đi may lại cực lắm đúng không? Rồi nhiều người á đi tê xong cái bụng cứng quá, cái phẫu trường nó nhỏ quá, bật cái đầu không ra, hai cái cơ thẳng bụng này đúng không, cắt phát ngang cơ phẫu trường nó rộng ra lấy được. Nhưng mà những trường hợp nó tạo bệnh nhân, cắt cơ là tạo bệnh nhân nhưng mà bất khả kháng rồi, vì lúc đó phải bằng mọi cách phải lấy con ra, không thôi lấy chậm lắm ngạt mình cũng chết đúng không? Sao nó phải lấy con ra rồi sao phải may cơ lại. Có nhiều trường hợp phải cắt luôn cả cái căn nó lên chữ T một tí. Nhiều trường hợp lấy con khó lắm, mổ ngang nữa, nhất là những cái trường hợp mà nhiều người mổ chủ động lắm em, mổ chủ động mà cổ tử cung mới bắt đầu chuyển dạng, mổ hoặc mổ lấy con đầu nó ở bên cai mổ khó lắm. Có nhiều trường hợp khó lắm là phải sao phải không, ngồi đầu nhưng mà họ không lấy đầu mà họ phải thò tay họ lấy chân kéo ra. Còn những trường hợp mà đầu không lọt đúng ra là phải lấy đầu đúng không, nhưng mà đầu nó thấp quá không lấy được, cũng phải lấy chân, nhưng mà rất là nguy hiểm, dễ bị xoang trắng chân đây, gãy chân, chân hoặc là cặp khớp háng bẩm sinh đó. Nó không phải cặp khớp háng do mình, cái đó do bẩm sinh gãy xương đôi. Rồi mẹ có thắc mắc cái này không? À cũng được. Cũng được. Tim cổ thì công thắc cũng gan thì công. Nhất là trong mấy trường hợp mà họ nạo lắm em. Họ nạo thai hồi xưa mà hay nạo thai lưu hoặc là mấy cái thai nhỏ nhỏ mà nạo bùng tử cung á, họ hay tiêm cho cổ tử cung để chắn đo tử cung chắn nhanh hơn là mình tiêm bắp. Mình thỉnh thoảng mình gặp những cái ca như thế này, băng huyết sơ sinh muộn á, nên băng huyết sơ sinh muộn á, có người á họ mổ đẻ xong á là khoảng 2-3 tuần hoặc là cả tháng sau á thì họ quay trở lại là với một cái biểu hiện là ra máu âm đạo dữ dội, mặc dù trước đó là cái sản dịch nó hết dần đúng không, nhưng mà cỡ một tháng sau là ra máu âm đạo dữ dội. Cái này thì như bệnh viện Quảng Ngãi rồi Quảng Nam là làm được rồi đó, là chuyện như mình thì 100% những trường hợp này là nó bị gì mấy em biết không, tức là nó bị băng huyết sau sinh muộn đó. Nhưng mà là do cái gì phải không, là do trong quá trình mổ á thì có một cái vấn đề gì đó nó làm cho cái chỗ góc vết mổ mà ở hai bên góc á nó nhiễm trùng và nó sẽ ăn vào và động mạch tử cung chứ, nó làm vỡ luôn cả cái mạch tử cung luôn, nó làm cho máu nó trào từ cái động mạch tử cung đó, nó trào vô trong tử cung và nó sẽ đi xuống âm đạo và chảy máu ra ngoài đúng không, thì sẽ có một lượng máu là chảy máu ra ngoài và một lượng máu sẽ chảy vô bụng đúng không, bệnh nhân rất là nặng. Thỉnh thoảng mình cũng hay gặp những cái ca như vậy và cách duy nhất là hồi sức mổ cấp cứu cắt tử cung tám phân. Ngày hôm qua mấy em đi trực không biết có để ý không, còn bệnh viện Quảng Ngãi họ làm tầm 7, họ làm tầm 7 mà tay nghề họ cũng lâu, bà đi làm vết mổ cũ 2 lần có thai khoảng 7-8 tuần gì đó thì kế hoạch chắc là dùng thuốc nhưng mà không ra khám thì họ nạo, khi mà nạo ra thì bị rau chảy máu rất là nhiều thì chắc là bị nó bấm chặt hay là gì đó, hay là thai nằm ở vết mổ cũ gì đó. Thì nếu như mà bệnh viện Quảng Ngãi mà họ tiên lượng được cái sự việc như vậy á thì họ chỉ cần truyền máu hoặc là truyền dịch cái đó là đẩy ra mình thì đem đi họ mổ chứ,
Thì khi họ mổ á, thì tại vì bà này có mấy một cổ hai lần á, thì họ thấy cũng lại hơi dính, cho nên họ thám sát cũng hơi khó khăn. Nói chung là họ không xử lý được cái gì hết, họ lại đóng một lần, họ mới chuyển ra mình. Thế nên tạo bệnh nhân không? Đó, chuyển ra mình thì ngày hôm qua là mình mới hội chẩn, thì ngày hôm qua là bác sĩ Vi Anh mổ. Mổ ra thì bác sĩ Vi Anh nói là cũng mổ cũng tương đối dễ thôi, chứ cũng không phải là tầm như những cái ca khó mà bệnh viện mình đã từng mổ. Thì cắt tử cung bám phân luôn, thì do là cái bà đi có vết mổ cụ hai lần đó, thì chắc là họ nào rồi, có thể là họ sẽ làm tổn thương có khối mô cụ chủ cái vùng cũ mà nhau cũng bám chặt nữa. Thì bây giờ chỗ phòng cô là phòng bị độc tuyết, bây giờ phải làm một cái công văn nha. Thế mình bệnh viện Quảng Ngãi, thế mình là thứ nhất là vì sao, vì không chẩn đoán, không tiên lượng được, cho nên tự nhiên mở bụng bệnh nhân ra rồi đắm lại ở bệnh nhân nhé, đúng không? Thà để biết chuyện thật luôn, còn không thì phải nâng cao tay nghề lên mà mổ cho được. Có người mổ được thì cứ mở bụng họ ra, mổ được là mổ bụng. Cái này mà bệnh nhân lái thân thiện này. Răng tuần này đi học cũng được nhiều kiến thức rồi này. Chị đi ăn nghỉ thôi, cho nghỉ xả hơi bữa. Nhưng mà tối đi chụp nha. Rồi tuần sau, lịch học tuần sau thì mới bắt.